Những người có thu nhập thấp đang có nhu cầu vay tiền mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng có lẽ sẽ phải đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục hơn bởi đại diện Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết trong vòng 11 tháng tới, gói tín dụng này có thể sẽ được ngừng triển khai. Theo đó, dự kiến từ tháng 6 năm 2016 sẽ ngừng triển khai gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đối với người vay mua nhà có thu nhập thấp với mức lãi suất 5%. Tuy nhiên sẽ vẫn tiến hành giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký từ trước thời điểm tháng 6 năm 2016. Việc thời gian triển khai có được kéo dài hoặc có gói mới hay không thì vẫn đang được xem xét. Cho đến đầu tháng 7 năm 2015, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng mới được giải ngân khoảng 30%. Số tiền đã được giải ngân là khoảng 10.000 tỷ đồng và tính riêng số tiền cho vay để mua nhà ở thương mại trong đó đã chiếm tới hơn 50%. Theo đánh giá, sau hơn 2 năm triển khai thì tỷ lệ giải ngân như vậy là quá thấp. Việc mỗi ngân hàng hiểu một cách khác nhau về quy định vay gói tín dụng này cộng với nhiều vướng mắc về thủ tục chính là lý do khiến gói 30.000 tỷ không giải ngân được như kỳ vọng.